Thiệu. Trước hết chúng tôi xin mừng cho anh đã thoát khỏi lao tù và được đến Pháp để chữa bệnh. Và cảm ơn anh đã dành cho đài truyền hình SVTN cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn ekip làm việc trong SVTN của châu Âu. Tôi cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đang theo dõi SVTN trên toàn thế giới. Vâng, câu hỏi đầu tiên của tôi đó là trong số những người đã bị kết án cùng được với anh đó thì hiện giờ còn ai ở trong tù và có ai đã được thả ra và bị bắt lại hay không ạ? Vụ án của tôi thì 14 thanh niên công giáo, cho đến giờ phút này thì những người mà án từ 4 năm, 3 năm thì đã được tự do. Hiện tại thì còn anh Hồ Đức Hòa là bị án 13 năm cùng với tôi, cùng với Nguyễn Đặng Minh Mẫn, một người con gái cũng bị 8 năm tù, đang ở nhà. Riêng trường hợp của anh Nguyễn Văn Oai thì anh bị 4 năm tù. Và cho đến bây giờ thì anh ra tù hơn một năm thì lại bị bắt lại khi tôi vừa được thoát khỏi ngục tù một tuần. Và bây giờ đang ở trong quá trình điều tra. Cái cám cảnh mà đối với anh Nguyễn Văn Oai thì bản thân anh Oai là một người phải chịu tù đày, bị bắt thì không nói. Nhưng mà người vợ của anh Oai là về được cưới vợ, bây giờ mới mang bầu 2 tháng. Nó là một cái sự cố, một cái mất mát mà con người như chúng tôi thấy cũng rất là xúc động. Và trong thời gian ở trong tù thì các bạn tù tương trợ vào nhau rất nhiều, hay cũng có những người vì muốn được ưu đãi hơn một tí hay là hy vọng là sẽ được thả ra sớm hơn một tí thì có cái hành động gì làm hại đến những bạn tù khác hay không? Ở trong tù người ta dùng đó là một cái chủ trương đối với những người tù, mà như quý vị biết đó, sự việc bản thân tôi thì do cái nguyên nhân là không nhận tội và tôi không nhận đồ áo mặc. Cái điều đó làm cho cái hệ thống trại giam cũng như cơ quan an ninh của Việt Nam là cứ chụp mũ cho tôi rằng tôi là người chống đối, là ngoan cố. Bởi vậy khi tôi vừa lên trại giam số 5 được 3 ngày thì người ta đã bố trí một cái phạm nhân mang tên là Côn Đồ. Người này là đã đi tù rất nhiều lần rồi vào ở, và dần dần thì đã có những cách hành xử, và tôi cũng sẽ không muốn nhắc cái vấn đề chi tiết ở đây vì tôi cũng đang cố tình để quên đi bớt cái những cái hành động và những cái nhục hình mà anh ta đã sử dụng cho tôi. Tôi cũng hiểu rằng anh đó là sẽ đạt được cái mục đích gì sau khi làm được nếu như tôi có nhận tội, nhưng tôi biết rằng là sau khi anh ta không đạt được mục đích thì chính anh ta đã chết ở trong tù. Và không ai biết lý do tại sao ạ? Vâng, tôi ở trong tù thì những thông tin tôi biết được là anh em tù họ cho tôi biết anh đó chết rồi. Và họ nói rằng là anh đó chết thắt cổ ở trong tư thế chân bị cùm trong buồng kỷ luật. Chứ còn cái lý do thực tế thì những con người như chúng tôi cũng không thể biết được. Và để mà biết được chính xác thì chắc là phải làm một cuộc điều tra. Trong khi đó cái người này là một con, theo như anh ta nói với tôi thì anh ta là con của một là lão thành cách mạng, người ở Thanh Hóa. Bây giờ thì khi anh chết rồi gia đình có đến rồi cũng phải chi tiền bạc ra để xin đưa xác anh ta về. Anh này bị án tù là chung thân, sinh năm 1963. Thế thì lúc đang ở với tôi thì anh ta cũng có một chút về vấn đề hơi, tôi nghĩ là hơi ngông cuồng, rồi cũng có một chút về vấn đề, cũng có một phần về tâm lý. Anh ấy nói rằng là cái án tù này là anh đi có khả năng không có ngày về, bởi vì anh ấy mang án chung thân, giết hai mạng người, lẽ ra là được tử hình, xin lỗi, lẽ ra là bị tử hình nhưng vì con của lão thành cách mạng nên được xuống chung thân. Thì tôi không hiểu được đến bây giờ thì cái lý do anh chết là như thế nào. Vậy thì khi mà anh khởi đầu tiên mà được tin rằng là có thể anh sẽ được phóng thích đó, thì cảm tưởng của anh ra sao? Anh có dám tin hay không hay là hoang mang? Thế tôi, ngay như bản thân tôi khi mà gặp anh Cù Huy Vũ ở trại giam số 5, tôi cũng
nghe tin anh Vũ là có đại sứ quán Mỹ có mời, thì tôi sau đó có nói chuyện với tiến sĩ Cú Huê Vũ. Tôi có nói rằng là những con người như anh là những người nguồn động viên để tụi em là những người trẻ ở trong nước tiếp tục bước theo con đường đấu tranh cho dân chủ và quyền con người. Và thật lòng mà nói, anh ra khỏi tù thì em rất là vui, bởi vì anh không phải chịu cực ở trong cái cảnh lao tù. Nhưng mà cũng không phải là không buồn, bởi vì anh đi thì đó là một cái điều mà tụi em thấy là mất mát. Thì sau này tôi vào trại giam số 5 thì cái điều này, xin lỗi, trại giam Xuyên Mộc, thì điều này tôi lại nói lại. Khi đó được vào ở với là nhiều anh em tù chính trị khác, tù lương tâm khác, tôi cũng nói lại điều này với lại một số anh em, trong đó có cả anh Trần Huỳnh Duy Thức, rồi anh Đinh Nguyên Kha, rồi anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Nguyễn Ngọc Cường, nói rất là nhiều về vấn đề là đi hay ở. Tôi cũng đinh ninh rằng tôi muốn ở lại. Trước khi nào tôi suy nghĩ là tôi rời đất nước Việt Nam ở trong cái tư thế là bị trục xuất. Vì tôi, lần đầu tôi gặp đoàn EU, tôi cũng nói rằng là tôi đi vào con đường đấu tranh này không phải là để cho bản thân tôi được tự do. Bởi vậy tôi muốn là tôi được tự do và nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam này phải dừng lại cái việc bắt bớ tù nhân lương tâm. Bởi vì án của tôi thì tới 13 năm. Và tôi cũng không biết rằng là tôi có chấp hành án được hết hay không. Nhưng mà tôi muốn rằng là nếu tôi mà được tự do thì họ phải dừng lại cái việc đó. Tức là tôi ra tù rồi mà bắt bớ người khác thì điều đó tôi không hài lòng, tôi không mong muốn. Và cái lần đầu tiên tôi, đoàn ngoại giao EU có đề cập đến vấn đề định cư ở Pháp, thì tôi đã nói rằng là tôi chưa quyết định, không muốn vấn đề đó. Thứ nhất, thứ hai là cái quyết định này nó rất là quan trọng với cuộc đời của tôi, cái sự nghiệp của những con đường nhân thân của tôi. Thứ ba nữa là thời gian qua hơn suốt lúc tôi ở tù thì gia đình liên lạc với tôi cực kỳ khó khăn. Hiện tại bây giờ trại giam mình không cho tôi liên lạc với gia đình, cho nên là tôi cần phải có cái lời tư vấn và cái khuyên nhủ của gia đình cộng thêm nhiều thông tin khác nữa thì tôi mới đưa đến một cái quyết định được. Thì sau lần đó thì đến lần thứ hai họ lại đi vào một lần nữa, thì đó là một cái quyết định rất là khó khăn đối với bản thân tôi. Khi tôi không chấp nhận rời trại giam lần thứ nhất thì trại giam Xuyên Mộc và lãnh đạo họ chuyển tôi sang Việt giam tiếp 6 tháng. Ở đấy tôi vào một cuộc sống cực kỳ là cùng cực. Và ở đây tôi có nói là may có những anh em tù hình sự, tù mà họ đang ở trong cái nhóm gọi là Việt giam đó, thì cũng có một số người họ về và tôi truyền đạt cái thông tin ra ngoài, bảo rằng là tôi đang ở trong tình cảnh rất là cùng cực kinh khủng. Quý vị biết là trong giai đoạn đó ở Việt Nam thiếu thốn nước nôi. Tôi ở trong sống trong môi trường đó, người ta bơm nước ở dưới ao cá lên để anh em Việt giam của tôi sử dụng. Nói chung là không thể tưởng tượng được. Tôi lúc đó là người bị ghé lở rồi, mắt mũi là nó bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Tôi tắm hàng ngày là phải lấy bao bóng để chùm đầu lại, không gội đầu, rồi chùm lại để nó khỏi vào nước vào mắt. Sống một cuộc sống như thế rất là cùng cực. Thì may đến hết 6 tháng, đến tháng 9 thì đoàn EU lại vào. Và lời đầu tiên mà tôi gặp, tôi nói với đoàn EU là lúc này đây không biết tôi có quyết định được để đi sang EU không, sang Pháp định cư không. Nhưng tôi biết rằng tôi rất chờ đợi cái sự đến thăm của quý vị. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cuộc viếng thăm này sẽ cứu được mạng tôi. Trong lúc này tôi đang ở trong một tình cảnh rất là cùng cực. Thì gặp gỡ nói chuyện với nhau trong buổi đó, có cả quay phim, có cả cơ quan của Việt Nam rất đông. Sau một thời gian làm việc đâu khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì với sự thuyết phục của bà Bruno, bí thư nhất của Đại sứ quán Pháp ở Việt, xin lỗi, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, sự nhiệt tình cộng với lại một số thông tin mà đoàn ngoại giao của EU cho tôi biết về quan điểm của gia đình, cũng mong tôi như thế, và bảo rằng là có gửi một lá thư, mẹ tôi có gửi một lá thư cho tôi và bảo rằng là con hãy đi mẹ, và mọi người quyết định rời khỏi
trại giam để rồi định cư để mẹ cũng được yên tâm trong tuổi già và có về bên kia thế giới thì cũng cho được yên tâm. Sau đó thì tôi nói với lại cơ quan của Việt Nam rằng lúc này đây tôi sẽ quyết định. Và tôi nói với quý vị biết rằng tôi đang quyết định trong một thế bị cưỡng bức. Điều kiện sống như thế này nó quá không cực. Và nếu đoàn ngoại giao EU mà cho phép tôi được gặp thêm một lần nữa thì tôi đang liên lạc với gia đình rồi chuyển đến một trại giam khác. Mong tôi sẽ được một cái điều kiện thoải mái hơn để quyết định vấn đề này. Bởi vì đây là một quyết định rất là lớn. Tôi quyết định trong lúc mà điều kiện cực cực thế này, đầu óc tôi thì đang còn rất là khủng hoảng. Tôi nghĩ rằng là đưa ra quyết định như thế không biết có sản xuất hay không. Và sau đó thì đoàn ngoại giao EU nói rằng là cái việc mà để gặp thêm tôi thêm một lần nữa là rất khó khăn. Bởi vì họ cũng đã theo đuổi tôi rất là dài rồi, cả hơn một năm nay. Và cái chuyến thăm viếng của Tổng thống Hollande vừa qua sang Việt Nam thì đó là một cái chuyến viếng thăm mà trong cái vấn đề của anh đã được đề cập trực tiếp. Cho nên đoàn ngoại giao EU và Pháp có nói rằng đây là một cơ hội không thể tốt hơn để anh có thể quyết định. Thì tôi đã suy nghĩ một lúc rồi sau đó tôi quyết định là tôi định cư. Và khi đó tôi nói rằng là cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua và tôi quyết định rời Việt Nam để sang Pháp. Thì sau đó thì một số cái thông tin có nói họ có truyền đạt cho tôi một số cái thông tin cần thiết. Vâng, thì sau đó khi mà đi ra phi trường cũng có những cái vấn đề, nghĩa là anh không bao giờ anh được một cái sự thoải mái từ nhà giam cho tới phi trường và cho đến khi đến Pháp. Thì xin anh có thể vắn tắt nói về việc anh bị mất một số quần áo. Vâng, tôi xin kể thêm một số cái vấn đề khi mà trong quá trình mà tôi được biết về cái thông tin tôi ra sang Pháp. Trước khi khoảng 5-6 tiếng đồng hồ tôi được biết thông tin. Thực ra trước đó khoảng 3 giờ chiều là đã có cái lệnh. Và quý vị các bạn biết rằng là cơ quan Việt Nam họ làm việc thì họ cũng có cái kế hoạch trước rồi. Cơ quan không thể là như thế. Nhưng họ cho người vào gọi tôi ra làm việc lúc 3 giờ chiều. Sau đó không hiểu tôi mặc đồ xong rồi thì họ lại có một người thông tin bảo rằng là tôi không cần làm việc nữa. Tôi khi đó chưa biết rằng là sẽ đi làm việc với vấn đề đi Pháp. Nhưng mà tôi đinh ninh anh em ở đó cũng có đoán rằng là làm việc với Diệu chắc là đi Pháp. Thế đến mãi 5 giờ 50 đóng hết cửa buồng giam rồi thì họ mới kéo một đoàn nữa có 20 người vào buồng giam tôi. Lúc đó tôi bắt đầu ăn cơm tối. Thế họ vào bảo rằng là thông báo rằng là anh 10 giờ tối, tức là 22 giờ tối nay là anh được lên chuyến bay để đi sang Pháp. Bây giờ đề nghị anh là chuẩn bị dọn dẹp đồ áo, tất cả công tư trang rồi đi ra làm thủ tục và chúng ta đi lên tân bay Tân Sơn Nhất để đưa anh sang Pháp. Tôi khi đó rất bức xúc bởi vì tôi biết rằng là nếu họ làm việc với tôi lúc 3 giờ chiều thì ít nhất tôi cũng biết trước được là 3 tiếng đồng hồ nữa. Là cái sự chuẩn bị cho một cái cuộc đi một lần cuối ở đất nước Việt Nam. Bởi vì trước đây tôi biết rằng là đoàn EU có nói rằng là anh chuẩn bị tâm lý là vĩnh viễn không về Việt Nam. Trong lúc đang ở tù thì anh em có nói, rồi tôi cũng có những kế hoạch là lúc mà biết được cái việc tôi rời Pháp thì anh em cũng sẽ chia tay, ít nhất là cũng có cái kẹo cái bánh gì đó rồi chia tay tình cảm với nhau để rời Pháp một cách là đàng hoàng. Thế sau khi tôi biết họ có một cái cách làm việc với tôi chằn trước chằn sau như thế, tôi phản ứng, tôi bảo bây giờ tôi đang ăn cơm, đề nghị các cán bộ ra ngoài để tôi ăn cơm. Tôi lúc này không đồ áo gì hết, đang ăn cơm, trời đành tránh bữa ăn. Tôi nói thế. Thế là có một số cán bộ có vẻ cũng khó chịu. Còn một vài người thì họ cũng nói rằng là tôi được anh ăn cơm đi. Nhưng mà anh cố gắng ăn nhanh để rồi thời gian không còn. Tôi lại nói lại rằng là thời gian không còn á, là cả ngày hôm nay các ông làm việc đến giờ này hết ngày rồi vào đây để đuổi tôi đi. Còn bây giờ bảo là thời gian không còn, nghĩa là sao? Sao lại không vào từ lúc buổi chiều, từ lúc buổi sáng để cho nó có thời gian. Bây giờ sát ngày rồi, sát giờ rồi bảo thời gian. Tôi ngồi đây khỏi giò soạn gì cả, khỏi ăn luôn. Thế là sao họ thấy tôi căng quá, họ mới
vào rồi cho người vào bảo thôi được rồi anh ăn cơm đi, chúng tôi ra để chờ anh. Thế thì quay lại thật lòng mà nói là cơm lúc đó cũng không nuốt được nữa. Thế tôi nhìn luôn, rồi lặng lặng người một tí rồi tôi sắp xếp đồ áo, tôi biết rằng là như thế. Và vừa sắp xếp đồ áo vừa gọi các anh em ở trong khu, những người cùng giam với tôi xin chia tay mọi người và cũng mong mọi người thông cảm. Sau khoảng 30 phút soạn đồ đạc xong thì tôi cũng có đi chào các buồng, bởi vì khi đó là buồng giam đóng hết rồi, không bắt tay nữa, nhưng mà cũng có đến các buồng giam trước mặt để chào hỏi. Khi ra ngoài làm việc thì họ kiểm soát đồ đạc của tôi xong thì tôi còn có một bộ đồ mà tôi mặc ở trên người là đồ áo đóng dấu phạm nhân. Họ nói chuyện rất là nhiều thứ, rồi nhiều người đến nói chuyện tôi để thuyết phục rằng là tôi cởi cái bộ áo đó ra, hỏi phát cho tôi một bộ đồ áo dân sự khác, đồ áo không có phạm nhân, không có dấu. Tôi không đồng ý và tranh cãi nhau mãi. Họ đưa tôi để ra ngoài trung tâm gặp, họ cũng đưa ra những lời đe dọa rằng là nếu anh mà không mặc, không cởi bộ đồ đó ra thì chúng tôi buộc phải đưa anh quay trở lại trại giam. Tôi nói thẳng là khi đó là một người mà tôi đoán rằng là cơ quan an ninh, bởi vì họ mặc thường phục, không phải là của hệ thống trại giam mà họ là của người an ninh. Tôi mới hỏi anh kia là tôi hỏi anh là ở cơ quan nào, sao anh không mặc thường phục mà sắc phục mà làm việc với tôi? Anh có hiểu gì về luật không mà sao anh nói như thế? Còn anh đe dọa, thích anh thì chuyển tôi quay lại trại giam đi. Anh cứ tưởng tôi là thích đi hay sao mà anh hù tôi như thế? Thế là anh không biết nữa. Anh ấy bảo là nội quy quy định như thế. Tôi bảo rằng là nếu nội quy như thế, anh thì đưa ra đây. Có giấy tờ, có công chứ, tôi sẵn sàng cởi bộ đồ này ra, mặc bộ đồ khác. Còn nếu không có câu chữ thì anh chịu trách nhiệm. Thế sao cái anh này, vì anh là ở bên an ninh cho nên anh đời nào anh biết cái nội quy là cái gì? Tôi nói anh ta là tôi ở đây 6 năm tù rồi, nội quy tôi cũng biết rồi, đủ rồi, đừng lấy ba cái thứ đấy ra hù dọa nhau nữa. Thế sao anh quay sang rồi những người khác, đến lúc thuyết phục tôi bảo rằng là tôi bây giờ là đang là một phạm nhân, lúc này các ông đang giải tôi đi, tôi là một phạm nhân là được tự do đâu. Thế phạm nhân thì là mặc áo phạm nhân có gì đâu mà ghê gớm thế. Thì họ mới đưa ra nói chuyện là vì ngoại giao rồi vì những thứ khác. Tôi bảo ngoại giao thì các ông khỏi phải bàn. Thế đến lúc họ không thuyết phục được tôi nữa thì họ chớ tôi lên sân bay. Thì lúc đó là lên sân bay thì họ lại chuyển sang cho một cái bộ phận an ninh ở trên sân bay và có một vài người đồng hương, rồi sau đó cũng có lãnh đạo ra nói với tôi mang tính là nhẹ nhàng. Thực ra mà nói thì cũng là dùng từ cầu xin thì nó cũng hơi quá, nhưng mà thực tế cái lúc đó thì tôi làm gì thì tôi làm thôi, là vì họ không thể làm gì khác tôi được, bởi vì đồ áo tôi mặc trong người, họ mà cởi lột đồ áo tôi ra thì tôi cũng cởi chân tôi ra đi. Bởi vì tôi đã từng nói như thế, tôi nói rằng là thích thì tôi cởi chuồng tôi đi thôi, tôi quan trọng gì đâu, các ông ngon thì cứ cởi áo tôi ra. Thế sau họ thấy tôi căng như thế thì họ mới chuyển sang là nhẹ nhàng hơn. Họ nói là sắp tới đây là khoảng 30 phút nữa thì sẽ có đoàn ngoại giao EU xin được gặp anh trước khi đi. Cho nên là thôi, một lần cuối chúng tôi là mong anh là vì hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam mình, anh cởi bộ đồ đó, rồi chúng tôi sẽ mua cho anh một bộ đồ khác đàng hoàng lịch sự. Tôi mới nói lại một câu nữa rằng là các ông á, nếu mà con người đàng hoàng á, thì cho gia đình tôi vào gặp tôi, mua đồ áo cho tôi, mua giày dép cho nó đàng hoàng, tôi bước đi trong cái tư thế đàng hoàng ngẩng đầu không sao cả. Đường này các ông chặn trước chặn sau, rồi bây giờ lại đến để nói cái giọng đạo đức, nghĩ đi. Nhưng mà sau đó thì tôi cũng vì cái đoàn ngập đoàn nghề giao EU nữa, tôi thấy và ra đến nơi sân bay rồi tôi nghĩ rằng là thôi, dẫu sao từng đấy là đủ rồi. Thế tôi cởi bộ đồ và thay bộ đồ khác, mặc bộ đồ không có dấu. Thế sau đó thì bộ đồ đó tôi bỏ trong túi, rồi những cái bộ đồ công tư trang khác của tôi nữa đóng dấu rất là nhiều, cả một cái ba lô. Thế họ mới bảo với tôi rằng là trong lúc chờ đợi đoàn EU này thì anh đưa túi để chúng tôi đi làm thủ tục check in cho, tức là làm hành lý, ký gửi hành lý cho.
Thế sau này anh sang bên kia thì tôi sẽ đưa cái phiếu cho anh, anh sang bên kia anh nhận lại đồ áo thôi, không có gì cả. Thế câu chuyện này trước đây tôi hình như có cái hệ rồi ấy, thì khi đưa ra ở sân bay họ làm thủ tục với nhau rồi họ móc hết đồ áo của tôi, những cái đồ áo mà đóng dấu đó, và hai túi họ lồng vào một. Thì đến lúc sang đến nơi Pháp thì tôi mới biết rằng là đồ áo họ đã bị cơ quan an ninh Việt Nam ăn cắp của tôi tại sân bay. Tất nhiên tôi hiện tại đang còn một cái áo khoác rồi một cái tấm vải tù, tôi xách theo hành lý theo tay cho nên là họ không lấy được. Còn những cái thứ nào mà tôi gửi theo đồ hành lý thì là họ đã lấy hết. Đến Paris cách đây hơn một tháng rồi, và theo như chúng tôi được biết thì anh sẽ phải đi khám sức khỏe. Thì bây giờ anh đã có những cái chương trình gì về vấn đề chữa bệnh hay chưa ạ? Xin cảm ơn sự quan tâm về vấn đề sức khỏe của tôi. Lúc vừa sang được một tuần thì tôi có đi khám sức khỏe sơ bộ, và bác sĩ cũng nói rằng là do vấn đề của tôi ở trong là chịu áp lực nhiều, với lại là ăn uống kham khổ thiếu chất thời gian quá dài cho nên suy nhược cơ thể và có thần kinh có bị ảnh hưởng. Bác sĩ cũng khuyên là cố gắng giữ bình tâm rồi thoải mái, rồi cắt bớt công việc đi, rồi hãy lo cho bản thân để rồi nó sẽ bình phục lại dần dần sau khoảng 3 đến 6 tháng gì đó, cũng không mong là sớm được. Tất nhiên là về chương trình tôi cũng muốn được đi khám sức khỏe một cách gọi là chi tiết nhất, như là chụp chiếu rồi xét nghiệm lấy máu. Cái điều này tôi muốn là khi bước sang Pháp, trong nhà tù bước ra tôi muốn làm luôn, để rồi cái điều thứ nhất là mình cũng yên tâm về sức khỏe tình trạng của mình. Cái điều thứ hai là nếu có bị gì thì cũng hiểu rằng là trách nhiệm sau 6 năm thì cộng sản nó làm những cái gì với tôi. Tất nhiên là chúng ta biết là ở một cái đất nước thì theo pháp luật nên là rất là phải theo trình tự, và những điều này muốn làm thì phải có giấy tờ hồ sơ xong mới làm được. Và tôi mong muốn đó thì tôi bây giờ chấp nhận, và có các anh chị ở trong Việt Tân, rồi có một số anh chị ở bên Voi cũng có lo lắng giúp đỡ cho thuốc thang để uống. Hiện tại bây giờ thì sức khỏe cũng đã đỡ hơn một phần. Cái nặng nhất của tôi bây giờ là về vấn đề trí nhớ, lúc nhớ lúc quên, nên là cũng thấy cũng hơi khó khăn trong vấn đề giải quyết một số công việc thôi. Còn về bản thân thì về thể xác thì tôi cũng không, hiện tại cũng không có gì mà đáng ngại lắm. Một số cái bệnh như là khớp thì sau thời gian đến bây giờ thì tôi thấy là đỡ hơn rồi, dạ dày thì cũng đỡ hơn rồi, một số tim mạch thì bác sĩ lúc đó có đo huyết áp thì bảo rằng là cũng không phải vấn đề lắm. Về tình dưỡng đi khoảng một thời gian thì hy vọng là sẽ đỡ hơn. Cảm ơn anh đã dành thời giờ cho khán giả của đài STTN. Chúng tôi chúc anh sớm được bình phục và tiếp tục giữ chi tiết để mà đi tiếp cái con đường lý tưởng mà anh đã chọn lựa. Vâng, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị xin đã có thời gian nghe theo dõi. Qua đây tôi được biết rằng là trước đây STTN khi tôi đang ở tù đã làm một phóng sự gửi đến tất cả quý vị khán giả của STTN, đó là một cái thông điệp cũng như là một cầu cứu cho thay cho tôi khi tôi đang ở trong cái bốn bức tường mà không thể có tiếng nói ra ngoài được. Sự hợp tác của STTN với những con người thân tín của tôi, những tổ chức cá nhân đã giúp tôi, và tôi có được tự do ngày hôm nay đang đứng ở đây, và chương trình của tôi trong dịp này khá bận rộn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn FPTE, cảm ơn những người cộng tác trong ekip này, và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mọi người hãy ủng hộ và giúp đỡ cho sự hợp tác của chúng tôi